Thì bây giờ Linh đang đến giữa ranh giới California và Mexico. Thì USA và Mexico cũng gần kế bên. Thì Linh thấy nó chặn lại có một cái gọi là cửa khẩu đó. Linh đến San Diego này á, có cái chỗ làm Mexican á. Cái phố này là của người Mễ nè, không có thấy một tiếng Anh luôn. Well, all Mexican town ha. Cái phong cách của họ ở đây là người Mexico đó các bạn. Tại vì ở San Diego này á, rất là gần với lại nước Mexico. Thì những người Mexico á, cũng có thể là đi bộ qua đây bằng cách là leo núi nè. Đi bộ từ cái dãy núi bên đây nè, đi bộ qua bên California mình luôn. Linh thấy cái chữ toàn là chữ của người Mễ không đó. Đây là chỗ đổi tiền để mà qua bên nước bên Mexico xài. Nó cũng như giáp ranh với nước Mỹ đó, sát bên đó các bạn. Thì ở đây họ có những cái chiếc xe bus nè. Nếu các bạn muốn đi qua bên nước Mexico thì chỉ cần qua bước qua cái một cái hàng rào đó thôi là đã tới rồi. Xe lửa nè, đang chở người dân, những người khách du lịch đó qua bên nước Mexico đó. I'm trying to see you, right? Hey, hey, come here, bro. Come here. Where did your friend from? Oh, for the El Muro way. Linh thì rất là tò mò. Linh muốn biết ranh giới giữa Mỹ và Mỹ như thế nào. Thì Linh sẽ đi hỏi một người police này nè. Hi. Linh muốn biết cho nên là thì ông police này ông sẽ đưa Linh và một người bạn đến để coi. Các bạn cũng có thể thấy là bên kia trên núi đó, là Mexico đó, họ sẽ làm hàng rào nha, có cái hàng rào đó chặn lại. Thì phía bên đây á, thì mình là Mỹ nè. Đó, cái hàng rào bên kia là mẹ là của Mỹ đó. Thì mình cũng không có dám qua bên đó. Tại vì qua bên đó rồi cũng hơi bị làm phiền. Oh, that's not, it's not far. You can go walk. Thank you. Yeah. What the border? Yeah. What the border, right? Yeah, but the border across the bridge over there. Ah, okay. Yeah. What? Bây giờ mình và bạn mình sẽ đi bộ đến gần cái chỗ mà một cái gọi là cái hàng rào đó giữa Mỹ và bên Mỹ mình đó các bạn. Rất là gần luôn. Những người này á, họ đi bộ qua bên nước Mexico đó. Đây là những người Mễ nè, họ đi bộ qua bên Mỹ này đó. Họ đi chợ, họ đi shopping hay là họ đi làm đó, thì bắt đầu họ đi về
nước của họ. Thì nước của họ kế bên nước Mỹ mình. Các bạn thấy cái bảng Mexico không? Đó, thì họ chỉ cần đi qua cái chỗ, cái trạm đó đó, là bên nước Mexico đó. Còn nếu mà cái chỗ này á, người Mỹ qua đây thì chính phủ kiểm tra giấy tờ đầy đủ. Còn người Mỹ mình á, qua bên Mexico rất là dễ. Chỉ cần đi bộ qua, khi về thì mình chỉ cần đưa cái passport thôi. Mình thấy bây giờ thì họ đi làm về đó. Rất là gần luôn. Cho nên là Tổng thống Trump sẽ làm một cái hàng rào để mà chặn lại cho những người Mỹ này qua bên Mỹ. Tại vì đại trà lắm các bạn, họ chỉ cần đi bộ qua thôi, rất là dễ dàng. Khi đến đây Linh thấy toàn là người Mỹ không à. Đây là ranh giới của Mỹ và Mỹ, cho nên là người Mỹ không. Giờ này là họ đi làm về đó, họ xách vali rồi họ đi về nước của họ đó. Có mình Linh với bạn mình. Có mình Linh là người Asian thôi, còn Mỹ không. Bây giờ Linh đến biển Senego. Chỗ này cũng rất là nổi tiếng nè các bạn. Thì ở đây người dân đến đây đi bộ ra ngắm biển. Hai bên đường thì xe đậu ha. Còn phía bên đó là hotel, khách sạn. Còn phía bên phải là biển. Biển Senego rất là nổi tiếng đó các bạn. Ở đây nó có cái trường học UC San Diego, rất là nổi tiếng luôn. Nếu mà du học sinh á, rất là lucky á, mới được qua bên đây học cái trường đó. Thì trung bình mỗi học sinh đậu vô cái trường UC San Diego này á, thì một năm trả cũng khoảng chừng 50 mấy ngàn đó. Tính luôn là tiền ăn uống, tiền học hành cũng gần 60.000 đô. Đối với những người dân ở Mỹ đó, còn du học sinh thì Linh nghĩ là mắc hơn nữa. À, khi đến thành phố Senego thì các bạn cũng có thể thấy là khách du lịch đến đây họ đi bộ ha, rồi họ ngắm cảnh, rồi những cái tòa nhà cao tầng đó, rồi những cái chiếc thuyền nè, thuyền buồm này không biết ở đâu luôn. Nó có cái tên kìa. Linh nghĩ là có thể là đến đây mình tham quan được đó. Go this way, Tony. Go this way. Thì họ bán vé cho mình á, lên chiếc tàu này để mà ngắm nè các bạn, đi ra biển á. Chiếc này nữa. Nên thấy họ ngồi ngoài đường như thế này cũng rất là vui nè. Ăn uống xong rồi thưởng thức nhạc. Just a couple more songs, we gotta get out of here early today. So. Hi. Rồi, Linh thấy ở đây nhiều nhà hàng lắm, mọi người đường ăn nè, rất là vui. Ban nhạc. Rồi những người này thì ngồi đây thưởng thức. Ăn uống thưởng thức nhạc.
don't know what this is.